một con cá nóc nhảy lên biển. Cơ hội tốt đấy, các bạn nhỏ nhanh chóng mang tới đây. Người mẹ trưởng thành, Black Widow, còn có một đống nhện con, có một con đười ươi. Cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, các bạn nhỏ lên cho tôi, đưa nó cho tôi, nằm xuống. Con khỉ này làm gì vậy? Con nhện nhỏ của tôi đã bị nuốt chửng. Có độc không? Hãy để tôi nuốt chửng bạn trong một hơi thở. Tiến hóa thành thần thú tương liễu. Đi chỗ khác xem đi. Chà bạn, đừng chạy. Cái gì? Không ngờ lại trúng bẫy, bị giết bởi một trận ẩu đả.